Theo Tổ chức Y tế Thế giới thì trầm cảm là bệnh gây hại đứng thứ hai sau tim mạch. Điều đáng nói là thời gian gần đây, các bệnh viện cho biết là người bệnh trầm cảm có xu hướng gia tăng. Nhiều hành vi nguy hiểm từ bệnh trầm cảm nếu như không được phát hiện kịp thời thì hậu quả khôn lường. Các bệnh viện tâm thần, khoa tâm thần cho biết là sau Covid-19 thì lượng người mắc trầm cảm gia tăng từ 15 cho đến 20%. Mới đây tại tỉnh Bình Dương thì công an phường Tân Đông Hiệp, Dĩ An cũng đã vừa giải cứu một trường hợp trầm cảm dự định tự tử. Số thuốc này mà nam thanh niên đã bóc ra và dự định là tự tử và đăng lên mạng xã hội. Rất may là Cục An ninh mạng của Bộ Công an đã phối hợp với các đơn vị của Công an Bình Dương đã tìm được địa chỉ của nam thanh niên và có những biện pháp ngăn chặn kịp thời. Tình trạng khi mà xuống đến nơi thì là bạn đang trong tình trạng là có dấu hiệu là tức ngực, nôn ói, mặt tái. Và trên cái sàn nhà của bạn là có khoảng gần 300 viên thuốc đã bóc sẵn rồi. Kế bên là một cái ly nước. Và có thể là bạn sẽ uống hết cái số thuốc Panadol này trong cái buổi đêm ngày hôm đó. Nếu như mình không cấp cứu kịp thời, có lẽ là bạn sẽ uống hết cái số thuốc này. Vâng, trầm cảm, tâm thần là vấn đề sức khỏe cũng đã được Thành phố Hồ Chí Minh quan tâm. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai thí điểm mô hình cấp cứu trầm cảm tâm thần. Mô hình này thì kỳ vọng là sẽ giúp tiếp nhận và phản ứng kịp thời cấp cứu và chăm sóc sức khỏe tâm thần cho người dân trên địa bàn thành phố. Tại trung tâm cấp cứu 115, tổng đài 115 những ngày qua đã tiếp nhận nhiều cuộc gọi tư vấn cấp cứu tâm thần trầm cảm. Sau 2 tuần triển khai, đã có 11 trường hợp nhờ tư vấn sức khỏe tâm thần tại tổng đài và tiến hành cấp cứu tâm thần 7 trường hợp. Người ta gọi điện cho mình, trước đây thì rất là ít, nhưng mà sau khi triển khai thì cái số lượng nó bắt đầu nó nhiều lên và mình đã giúp được cho nhiều người hơn. Đặt lại tổng đài 115 cũng tiếp nhận bất kỳ cuộc gọi nào của người dân, mình sàng lọc. Giống như cái quy trình sàng lọc thường quy thôi, ca nào cấp cứu thì mình sẽ đưa kíp cấp cứu đến, nhưng ca nào chỉ cần tư vấn thì mình lại chuyển ngược lại cho cái số hotline của tổng đài tư vấn của bệnh viện tâm thần. Tổng đài 1900 1267 đã được thiết lập tại bệnh viện tâm thần Thành phố Hồ Chí Minh. Khi người dân gọi đến tổng đài 1900 1267 nhấn phím 1 thì tại đây đã có người ứng trực trong việc tiếp nhận những cái thông tin về người cần cấp cứu tâm thần trầm cảm. Hiện nay thì sổ hội chẩn với 115 về cấp cứu tâm thần trầm cảm cũng đã được bệnh viện chuẩn bị để có thể phối hợp cấp cứu người bệnh. Người bệnh sau khi gọi đến tổng đài bệnh viện sẽ được tiếp nhận thông tin về tình hình sức khỏe, thông tin được chuyển cho trung tâm cấp cứu 115 để phản ứng nhanh cấp cứu người bị trầm cảm. Sau đó người bệnh sẽ được chuyển về bệnh viện tâm thần để điều trị. Theo bác sĩ Vũ Kim Hoàng, tỷ lệ trầm cảm hiện nay ngày càng gia tăng. Việc triển khai mô hình này sẽ kịp thời cấp cứu trong các tình huống khẩn cấp. Có cái phương cách này thì giúp cho bệnh nhân rất là nhiều, xử lý cho những rất là kịp thời và nhanh chóng, giúp cho nạn nhân cứu được cái sinh mạng của nạn nhân. Thì có những biểu hiện như là kích động hoặc thậm chí là có ý định tự sát, thì bộ phận cấp cứu 115 đã có mặt kịp thời, phối hợp với bộ phận chuyên môn của đường dây cấp cứu tâm thần của bệnh viện tâm thần đã kịp thời can thiệp, điều trị và bước đầu thì phát huy hiệu quả của chương trình. Hoạt động cấp cứu trầm cảm nằm trong lộ trình chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần hậu Covid-19 cho người dân Thành phố Hồ Chí Minh. Các bác sĩ cho rằng trầm cảm dẫn đến nhiều hệ lụy nguy hiểm. Việc quan tâm can thiệp sớm những người có dấu hiệu trầm cảm sẽ giúp họ thoát khỏi những ý định tiêu cực.